sử tân thời. Căn cứ theo Phổ Môn ghi chép, có một năm triều nhà Thanh Thiếu Lâm Tự mưu đồ phản Thanh phục mình, vì vậy Khang Chánh mới hạ chỉ phải đuổi tận giết tuyệt, không bỏ sót một tên nào. Sau đó Từ Khắc Loạn Ngữ nói rằng lúc đó đệ tử Thiếu Lâm có nhiều người đào tẩu tới Cựu Kim Sơn hoặc là Hương Cảng Hoàng Phục, còn có nhiều người vẫn bị lính Thanh đuổi bắt, cho nên mới có câu chuyện như vậy. Sư thúc, sư thúc à, có sao không vậy? Cái chân bị chặt rồi. Có đau không? Không đau. Ai da, hả? Quân Thanh tới rồi, chạy mau đi. Tôi đợi sư thúc nha. Ui à, súc sinh, đang gặp tai nạn là bỏ chạy. Thế Ngọc, chạy đi. Sư thúc, tôi đâu phải là súc sinh đâu. Vậy được, chúng ta quyết chí với chúng nó. Được. Sư thúc, chờ hôm khác đi nha. Vậy người nói cho chúng nó biết đi. Dạ. Thế Ngọc, người quên lên lưng ngựa rồi. Người còn chưa lên lưng ngựa đó. Tiểu tử, mà báo tên họ đi. Thiếu Lâm Tục Gia đệ tử Phương Thế Ngọc, lão quỷ người tên gì? Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi, xem hôm nay ngươi chạy đâu. Hôm nay người chết chắc rồi. Người đánh lộn sao không kêu ta tham dự? Không có ta sao được chứ? Vậy sư thúc ở lại đánh đi. Thôi được, chờ lần sau nha. Đừng để bọn chúng chạy thoát.
Sư Thúc à, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Được. Sư Thúc, có sao không vậy? Ê, súc sinh, lần nào cũng vậy. Lần nào cũng vậy mà, không có tính người. Con người làm sao có tính người? Ây da. Sư Thúc quá nặng đi. Ê, bình thường tỉnh tụng kinh, ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi ăn, không nặng làm sao được chứ. Sư Thúc đừng có nói xấu người xuất gia, qua bệnh ngồi đi. Ây da, dù sao ta cũng là sư thúc của người, người nói chuyện phải tôn trọng chút mới được chứ. Wow, hả, sao gió lớn quá vậy? Ngôi nhà này không có ai ở. Hình như là chờ mình tới đó. Ui. Sư Thúc à, dọn dẹp cũng ngăn nắp ha. Ai đó? Hả? À, hai sư đồ chúng tôi chỉ đánh bọn quân thành nên mới vô đây. Chờ cái chân của tôi bước đầu sẽ làm tức rồi khỏi nơi này. Sư Thúc, để tôi bóp chân với sư Thúc. Cô nương à, phải tin cậy kẻ xuất gia, xin cô nương đừng có sợ. Giúp mình của vị cô nương này cũng rất khá hả? Cặp đùi của cô đẹp quá ha. Người ta mặc quần ngựa không thấy cặp đùi của người ta sao? Tôi học được sư thúc thôi. Sư thúc còn là người xuất gia hay sao? Hả? Mì đồ gọi chứ ta. Mô Phật, mô Phật. Úi, nè, ngồi xuống đi. Bây giờ thấy đỡ chưa? Có Quân Thanh. Hả? Cô đừng sợ, có tôi bảo vệ cho cô. Thế Ngọc cô còn chống cự cái gì? Bảo vệ cô nương cũng phải lựa thật coi chứ. Bộ Quân Thanh đã tới rồi kìa. Sư Thúc vào trốn trong này đi. Quê, cô nương, cô đứng xa trốn thì chúng tôi mới được an toàn. Tôi cũng muốn trốn Quân Thanh nè. Quê, cô nương à, nam nữ thọ bất thân mà, biết điều chút có được không? Biết điều mẹ của ông. Quà cô nương à, sao cô nói tục vậy? Quỳnh đừng nói bóng gió nha. Thì đôi bên nữa cãi nhau nữa, mau trốn đi. Mau trốn đi. Còn dựa vào tôi nữa. Đây, đừng có mượn cớ dựa vào tôi nha. Vào trong xét coi. Dạ. Còn các người qua bên kia. Dạ. Nhà gì một đát hả chị? Trong nhà không có gì hết. Di Đà Phật. Đừng có nghĩ bậy. Lục căn còn chưa thanh tịnh, anh nói đừng nghĩ bậy mà. Bên kia có ai không? Không có. Đi đi. Tụi nó đi rồi. Ai đến rồi tôi? Cô nương đã hiểu lầm rồi. Tôi là Thiếu Lâm tục gia đệ tử Tiếng Tâm Lễ, lần là Phương Thế Ngọc. Còn vị này là môn dân kính ngưỡng Trí Năng Đại Sư. Cô nương, người trong Phật môn chúng tôi không làm những chuyện gì đâu. Tôi biết mấy người không nhận mà. Không làm sao nhận được. Cô nương, không chứng không cớ đừng có nói bậy nha. Không chứng cớ hả? Giấu tay này là của ai? Cô xem nè, bàn tay tôi đâu có lớn vậy. Người đối ta có phải không? Tại sư thúc nhận thôi. Cá mẹ cùng lứa, thừa nước đục thả câu. Có lẽ lúc nãy vì trang lớn cho nên sơ ý chạm tới thôi mà. Cô nương, nhìn gương mặt của cô đã biết cô là người biết trọng đại nghĩa. Xin cô đừng có câu nệ. Nếu có gì mạo phạm, xin cô nương tha thứ cho. Sau này nhất định sẽ báo đáp. Hả? Sư thúc. Thế Ngọc, không nên ở đây nữa. Mình đi đi. Sư thúc quả thì là thông minh. Mình đi. Đi. Dạ. Cẩn thận nha. Hồi nãy người ngứa tay phải không? Sư thúc đừng có vô quan. Ta không phải chửi người đâu. Ta nói cái dấu vết này thôi.
Bàn tay của tôi đâu có nhỏ vậy? Vậy không phải là người rồi. Không phải là người tức là cô ta. Chết rồi, vụ án này thật là rất ly kỳ. Lên đường đi sư thúc. Nha, các người bỏ đi như vậy sao? Vậy cô nương còn muốn gì nữa? Hồi nãy các người hứa với tôi là nó báo đáp tôi mà. Phải rồi, hôm nay là ngày thất đầu của mẹ tôi. Tôi muốn mời hai vị sư phụ làm ma chay. Chuyện này cô nương cứ yên tâm. Cô nương tên họ là gì? Tôi tên Tiểu Đậu. Tôi là Phương Thế Ngọc. Tôi tên Trí Năng. Hồi nãy đã giới thiệu rồi. Tôi sợ cô quên. Mặc kệ ông đi, tôi xếp đặt cho cô. Tục gia đệ tử thiệt là tục. Tiểu Đậu cô nương à, tại sao một mình cô nương lại ở trong quan sân cùng cốc như vậy? Tôi mới từ ở trong lầu xanh chạy ra, định là trở về quê hương thôi. Lầu xanh? Tôi là kỹ nữ. 3 năm trước, quê hương của tôi gặp nạn đói, không có cơm ăn. Tôi phải bán thân vào trong lầu xanh để nuôi sống cả nhà. Bây giờ cả nhà đã đều chết hết rồi, cho nên tôi không làm nữa. Sao lại xử lý như vậy? Sư thúc. Hả? Sư thúc, sao sư thúc như là chim sợ cành cong vậy? Cô không sợ bóng gió sao? Hay gì đập dây tưởng là đập rắn đó. Ai, nhất đại tông sự, không ngờ lại có kết quả như vậy. Hết cơ hội rồi. Lượng phải đấu tranh, phải có thắng bại. Thiếu Lâm bị quỷ, đồng môn tứ tán. Thế Ngọc à, dứt khoát ẩn danh mai táng, đi tìm kiếm một nơi nào đó để hưởng thụ đời sống cũng được mà. Sao sư thúc lại nhút nhát quá vậy? Đang gặp tai nạn lại định bỏ chạy không có bằng loại súc sinh đó. Hơ, tôi chỉ hỏi thử ngươi thôi. Ngươi tưởng thiệt sao? Hồi lúc trước khi mà tôi còn ở Thiếu Lâm tự, tôi đánh qua một nhân hạo, còn bưng cái lò lửa lớn xuất quan nữa kìa. Lợi hại gì sao? Cô không tin nè, tôi giảng ái cho cô coi nha. Nè, tả thanh long hữu bạch hổ, có dấu sắc nung ở đây nữa nè. Đi tôi coi. Quỳnh trời, cô muốn đốt phỏng tay tôi sao? Quỳnh nói bưng cái lò lửa gì, chỉ có một đốm lửa thôi đã la làng rồi. Lúc đó tôi đang giận khí, bây giờ thì không có chuẩn bị. Tôi là đệ tử Thiếu Lâm chánh cống đây nè, tôi còn phải cứu sư phụ nữa. Đúng vậy rồi, chúng ta phải quan phục lại Thiếu Lâm. Các người nói đã miệng rồi chứ, nói nữa là mẹ của tôi sẽ không được làm ma chay đó. Được rồi, cô ra ngoài lấy củi vào đây đi. Được. Tôi đi với cô. Nè, ở đây có mấy khúc cây, tụi mình khiêng qua bên kia nha. Được. À phải rồi, làm kỹ nữ có cực khổ không? Quỳnh tập võ ở trong Thiếu Lâm tự có cực khổ hay không? Dĩ nhiên là cực khổ, bàn tay của tôi chai hết rồi, cô coi nè. Tôi cũng đâu khác gì Quỳnh, cũng giống nhau thôi. À nè, lần đầu tiên cô đã cho một người trẻ hay là một lão già vậy? Là một lão già hơn 50 tuổi. Lão già mất dịch đó, không quen biết với nhau làm sao mà làm được? Thì nhắm mắt lại làm. Vậy cô có sợ không? Dĩ nhiên là sợ. Rồi sao đó? Thì là lúc cô la cảm giác thế nào? Quê huynh đài à, còn nói là tên anh của Thiếu Lâm tự, những chuyện ô uế như vậy cần gì phải hỏi cho rõ. Đúng vậy rồi, chuyện nhỏ như vậy cần gì phải lo. Phương Thế Ngọc này chỉ lo quốc gia đại sự thôi. Tôi thì không có hoài bão như là huynh, tôi chỉ muốn về quê. Nè Tiểu Đậu à, nếu rảnh rỗi tôi sẽ đến quê thăm cô nha. Quang Nghênh. Vậy cô viết địa chỉ cho tôi đi. Ừ. Chuyện gì? Hả? Có sao không vậy? Không sao. Mình đã bị quấn thanh bao dây rồi. Ai à? Chui theo cái ngõ này ra đi, mau lên. Lẹ lên. Ờ. Nạp pháo. Hả? Sư thúc đâu? Thế Ngọc, chạy qua đây. Sư thúc, sư thúc à,
Sư thúc. Có rất nhiều quân thanh, bây giờ tính sao đây? Bố trưởng, Thủy Ngọc, Thủy Ngọc. Sư thúc. Sư thúc. Đại sư. Sư thúc ráng chịu nha. Sư thúc. Dừng lại. Phương Thiên Ngọc hôm nay người chết chắc rồi, trừ phi là người biết phi thân động thổ. Tiểu đạo, còn chưa có sự thúc giùm tôi. Người có giỏi tới đây đấu với ta. Coi ngươi có phải là ba đầu sáu tay không? Tới đây. Chạy mau đi, làm sao mà chống nổi với tụi nó. Tới đứa nào ta giết đứa đó. Thế Ngọc, nếu nhà ngươi không muốn nó chết thì bỏ đao đầu hàng đi. Có phải ta đầu hàng ngươi không giết cỏ không? Phải, quân tử nhất ngôn. Đó tính sao đây? Bắt nó dậy đi. Dạ. Dạ. Tiểu Trích Tử, ngươi đừng có giết chết sư thúc của ta, ta không thể tha cho ngươi đâu. Ngươi đừng có giết chết sư thúc của ta. A Di Đà Phật. Đừng giết sư thúc của ta. Sư thúc, sư thúc. Cảm ơn. Làm gì đây? Bình tĩnh một chút đi.
đứng cho đàng hoàng. Quỳ xuống. Khải bẩm thần công, lão cẩu hòa thượng trí năng đã chết rồi. Bây giờ tôi có đem một ít hoa mọn về đây, xin hiến cho thần công. Qua bả đi. Bọn tội phạm vừa mới tới hôm nay được sống tới Hồng Liên Tự, đó là phước đức của các người. Ở chỗ này không cho các người luyện công, không cho niệm kinh. Các người không phải là đệ tử Thiếu Lâm nữa, mà là tội phạm của Triều Thanh chúng ta. Câm miệng! Ngươi là đồ tạp chủng, bán nam bán nữ. Thiếu Lâm chúng ta không để cho ngươi khi sư dị tổ đâu. Được, mi nói rất lớn tiếng, không biết có bản lĩnh gì. Muốn đấu nhau cũng được. Tốt, vì đệ tử Thiếu Lâm này rất can đảm, mời qua đây. Dạ, thân công. Sư thúc ạ. Thận nha. Dạ. Ca dám nhận là đệ tử của Thiếu Lâm nữa không? Tất cả chúng ta đều là đệ tử của Thiếu Lâm, làm gì ta? Đúng rồi. Có chí khí. Nếu ngươi có bản lĩnh bước qua đây đứng nói trước mặt ta, thì ngươi muốn làm đệ tử gì cũng được cả. Thẳng ra. Dạ. Thế Ngọc, cẩn thận. Ừ. Tới đi, dậy tới. Nè sư huynh, sư huynh, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nha. Cứu ta, cứu ta. Quỳ xuống. Thế Ngọc à, cẩn thận nha. Sư huynh, nắm cho chặt nha. Hả? Sư huynh à, nắm cho chặt. Sư huynh, nắm cho chặt nha. Nắm cho chặt nha. Cẩn thận nha sư huynh. Nè, đừng có buông tay nha. Nắm cho chặt. Cẩn thận nha. Sư huynh à, buông tay nha. Đừng buông tay. Đừng buông tay nha. Nắm chặt cái tay nha. Đừng buông tay. Sư huynh, cẩn thận nha. Cẩn thận. Đừng buông. Buông tay nha. Sư huynh. Sư huynh à. Sư huynh. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh. Hồng Liên Tự ở đây có vô số cơ quan, nếu ai không tuân lệnh thì cho dù ngươi có bản lãnh cỡ nào, cẩu tặc, thì cũng chỉ có đường chết thôi. Cho dù ta chết đi nữa cũng phải bắt ngươi chết theo.
Bản lĩnh khá lắm. Chỉ tiếc là vắng số. Coi thì ai vắng số hơn ai. Quỷ hồ thần công, tù phạm to gan không được vô lễ. Đại sư huynh Phương Thế Ngọc, ta không phải là sư huynh của ngươi nữa, ta là tổ trưởng nơi này, ngươi là tù phạm ở đây. Đồ phản bội, nếu như ngươi muốn giữ lại tánh mạng lập tức qua bển đi. Thì ra ngươi cũng là ưng nguyện. Nếu không phải là sư huynh thì ta không có nể mặt cho ngươi đâu. Hôm nay không có ai có thể ngăn cản ta giết bên ma đầu này. Tới đây, vậy để ta kiến thức hạt hải vô nhà của ngươi. Xúc chiếu đi. Không dễ gì có cơ hội thưởng thức hổ quạt song hình của Thiếu Lâm. Tiếp tục đi. Ngươi sợ hả? Ngươi mới sợ. Không sợ thì tiếp tục đi. Quay. Ngươi đừng có hối hận nha. Cởi đi nè. Bây giờ còn ai là đệ tử Thiếu Lâm nữa hay không? Không còn chứ. Hồng Hy Quang, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, ta ban thưởng lục di cho ngươi. Cảm ơn thật công. Dùng được thì cho gia nhập vào tổ làm việc, còn không dùng được thì ném xuống giếng khô đi. Dạ. Thank you.
Nghĩa là Phương Thế Ngọc. Ta là Chí Thiện sư phụ đây. Đệ tử không nhận ra ta sao? Ngươi sợ hả? Sư phụ nói coi. Cũng phải. Nói nhiều cũng tổn hơi thôi. Sư phụ phải tiếp tục kiên nhẫn nha. Đệ tử tới cứu sư phụ đây nè. Đã lâu rồi không gặp nhau. Đệ tử chuyên môn đến đây nói những lời bá láp như vậy. Đệ tử quả thật có lòng tốt đó. Đệ xuống. Đệ xuống đi mà. Đừng có kỳ cọ quá mạnh mà, nhẹ nhàng một chút đi. Sắp rớt vào của tôi rồi kìa. Người sợ ta lắm sao? Tôi đã chuẩn bị chết rồi, có gì là đáng sợ? Ta sợ nhất là bọn đàn bà la ó om sòm. Thế nào? Ở đây có thấy thoải mái không? Mù lối như vậy làm sao tắm cho được? Tôi chưa có từng tắm qua, chỉ lãng phí nước thôi. Không phải nước thường đâu, là nước khoáng tiền Lao Sơn Chánh Cống đó. Nước này không có bao giờ bị ô nhiễm đâu. Tôi nhột lắm, tôi vừa tắm rửa sạch sẽ. Mỗi cô gái lần đầu tiên gặp mặt tôi thì tôi đều tặng một món quà. Cô thích tặng cái gì? Cô muốn xin gì cũng được. Nhưng mà không thể xin ra khỏi chỗ này. Muốn rời khỏi chỗ này phải nhờ vào bản lĩnh của mình. Tôi không phải là muốn bỏ đi. Tôi muốn xin tha cho Phương Thế Ngọc. Hắn có quan hệ gì với cô? Là ân nhân cứu mạng của tôi. Người mà biết báo đáp ơn nghĩa như vậy, tình cảm nhất định là phong phú lắm. Tôi rất thích loại người như vậy. Vậy xin hỏi, ông chịu thả hay là không thả? Có yêu cầu thì là có nhược điểm. Thúy Hà, cô phải ghi nhớ. Dạ thân công. Sư phụ, tại sao sư phụ ở trong cái giếng nước khô này lâu rồi lại không có chết gì? Thì ra muốn chết thì lại khó khăn, không muốn chết á thì dễ thôi. Sư phụ mập lên rồi. Ở đây đâu có chọn lựa được gì, bởi vì sư phụ đã ăn quá nhiều thịt. Tội lỗi. Vậy sau khi mà con chết đi, con có thể để được toàn thây hay không? Sư phụ nói là ăn thịt chuột mà. Hả? Có người đó, mau giả chết đi. Dạ. Nằm chung với đống thây ma nha. Người chết cũng đâu có gì quá khủng khiếp. Nó kìa, lôi nó ra ngoài. Dạ. Chết rồi mà còn nhăn nhó như vậy.
Chị Thế Hà. Lục Nhi, cô đi ra ngoài đi. Dạ. Hồng Hy Quang, cái gì mà Lục Duy có thể cho huynh thì tôi cũng có thể cho huynh. Tối nay huynh thuộc về tôi. Cô đừng thấy tôi to con như vậy, tôi không được đâu. Huynh đừng có quá căng thẳng, huynh phải phục vụ cho tôi. Ừ. Có chúng ta rồi hả? Cô là người được trọng dụng bên cạnh của thần công, thân phận cao quý. Tôi là kẻ tùy tiện, đâu có tư cách phục vụ cô. Huynh đừng có nói vậy với tôi. Tôi chỉ khâm phục huynh là một người hảo hán, nên mới coi trọng huynh. Nếu huynh không hiểu lòng tôi thì thôi đi. Nô tài không dám, vì tôi chưa có chuẩn bị gì hành động. Còn có chuẩn bị hành động gì nữa? Tôi biết trong lòng của huynh đang chửi tôi là con chó mãn thanh, nhưng mà chó cũng có tình cảm đó. Làm phiền cô kêu Lục Nhi trở lại đây. Có chừng đụng đầu. Bái kiến thần công. Vết thương của hắn thế nào? Không có quá nghiêm trọng, có lẽ không thành vấn đề đâu. Ta nghe nói ngươi từng cứu mạng mỹ nhân của ta, bây giờ ta trả mạng ngươi lại cho ngươi. Từ nay về sau không ai nợ ai cả. Ừ. Vì muốn cứu tôi làm cho cô phải chịu khổ tâm, tôi thật là có lỗi với cô. Thần công là một người có phong độ, tôi chỉ chẳng qua là có ơn thì phải báo ơn. Quỳnh thấy thế nào? Tôi đỡ nhiều rồi, còn đau chút đỉnh thôi. Để tôi coi coi. Có phải đau lắm hay không? Cô đừng có quá quan tâm cho tôi, người đứng sau lưng của cô sẽ giết cô đó. Đừng lo, tôi sẽ cứu cô đi ra. Để coi người có bản lĩnh cao cường cỡ nào. Hai người là bạn cũ nhau, chắc là có nhiều lời muốn nói. Ta không cản trở hai người nữa, ta sẽ đi ra bên ngoài. Huynh làm gì đó? Tôi muốn bước xuống đi vài bước thử. Huynh đừng có cử động, nếu không thì sẽ lâu khôi phục lắm. Cô để giùm tôi đi nha, tôi sẽ khôi phục lại nhanh lắm. Đừng có ráng gượng nha, Huynh có đi được hay không? Tôi nói là không sao là không sao mà. Cô xem nè, đâu có gì đâu. Không tin để tôi đi cho cô coi. Không đau nè, không có đau. Để nói anh đừng có miễn cưỡng, anh không chịu nghe. Có phải mỗi người đàn ông đều thích lấy hoa như vậy hay không? Cô phục vụ cho lão dâm tật đó không có cực khổ sao? Ông còn chưa chạm tới tôi. Nó còn làm bộ làm tịch đó. Nè, qua bên kia ngồi xuống nói chuyện với nhau. Đứng dậy. Ngồi xuống, mặc kệ nó. Phương Thế Ngọc, cô gái này mới được thần công sủng ấy, ta nghĩ người phải tránh xa mới được đó. Ta thích thì sao hả? Ở đây là Hồng Liên Tự, không phải là chỗ khác đâu. Hồng Hy Quang, người phản bội sư môn, người không có kết quả tốt đâu. Đóng cửa. Huynh thì là biết lợi dụng cơ hội hả? Tôi học theo cô thôi. Nè, ăn đi.
bảo đảm là ngon. Thần công, làm cô giật mình hả? Xin lỗi nha. Trong khi cô sợ hãi, ta thấy cô xinh đẹp lắm. Cô muốn quản thúc ta hả? Tình tiết của cô cho người ta dễ dàng vậy sao hả? Nói đi. Tôi không dám chống đối lại với ông đó mà. Cô không biết phản kháng sao? Tôi còn chưa kêu cô cởi độ mà, tại sao cô đê hèn vậy? Cô phải kiên quyết bất khuất mới đúng. Cô không có nên dễ dãi như vậy. Những gì mà ta dễ dàng lấy được, ta chịu lấy hay sao? Cô thì là khiến cho ta thất vọng quá mà, hả? Ta đây vốn là đại tướng quân ở trước Ngự Tiền, ta tự hào là một bậc trung nghĩa. Có một hôm ta phát hiện ta đã có thêm nhiều sợi tóc bạc, thì ta biết rằng làm người thế nào cũng chết đi. Cho dù có danh có lợi, số cuộc phải cùng chung số phận thôi. Cho nên thông minh nhất là biết chơi bời. Ta phải hưởng đủ thú lạc xuân trên nhân gian, cho dù không còn tính người thì ta cũng sẽ làm bất chấp tất cả. Cho nên ta tới Hồng Liên tự này, và ở chỗ này ta có thể ra lệnh chỉ huy, ta có thể coi thường pháp luật, hoàng đế cũng chẳng làm gì được ta. Ở chỗ này địa vị của ta còn cao hơn thần linh. Có quyền có thế cũng vô dụng thôi. Đi chết đi. Bởi vì ta bị giam ở chỗ này không ra khỏi Hồng Liên tự được. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Cô thật sự không sợ chết hả? Tôi sợ chết, ông đừng có giết tôi, ông đừng có giết tôi nhờ. Hồi nãy Đồng Đức ngó thấy cái mặt xấu của ta là bất hạnh cho nó. Cô phải gìn giữ bí mật cho ta nha. Tôi biết rồi, cái miệng của tôi kín lắm mà, tôi sẽ gìn giữ bí mật này. Thật sao? Để ta thử coi. Có phải Phương Thế Ngọc đang muốn tranh gái với ta không hả? Không. Cô...
ta đã kêu thả Phương Thế Ngọc rồi. Chuyện mà cô đã hứa với ta, tối đêm nay ta phải chấp hành. Khi cô khiếp sợ thì thật là rất đẹp. Cửa sắt. Mở nắp ra. Ai đó? Hồng Y Quán, có phát hiện gì không? Không có. Lục soát nữa coi. Tôi vào bệnh kiếm nha. Ờ.
Đừng xí vào chuyện người ta. Bằng không tụi huynh chỉ đi tìm cái chết đó. Chết luôn. Nếu như người muốn sống, lập tức bỏ cái đao xuống đi. Chỗ đó sao? Rồi, bỏ lên. Đứng qua một bên đi. Nếu người không bỏ đao xuống thì không còn cơ hội nữa đâu. Thế Ngọc. Đi, mẹ. Đứng đàng hoàng, đứng đàng hoàng. Bảo lên. Không được đi bậy bạ nghe chưa? Nghe rõ chưa? Đứng đàng hoàng đi. Nghe rõ chưa? Đứng vô. Nghe lên. Đàng hoàng. Bảo lên. Đứng qua một bên. Đứng ngay hết. Bảo lên. Ai không có dính dấp chuyện này, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây làm gì đây? Không cần không. Ngồi xuống đi. Phương Thế Ngọc, lại là ngươi vậy? Là ta đây, làm gì ta? Bộ ngươi lợi hại lắm sao? Dẫn qua cũng nhờ một người đàn bà sống chốt đến ngày hôm nay. Vậy là đệ tử của Thiếu Lâm hay sao? Ta thấy ngươi thật là nhục nhã quá đi. Ngươi nói cái gì? Có gan xuống đây đánh với ta? Đánh với ta? Sợ sao? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Đến đài sanh tử, đánh chống. Chỗ này là chỗ nào vậy? Là trường đấu thú. Chính giữa là đài sinh tử. Phương Thế Ngọc quyết đấu với ai đi? Tù phạm Phương Thế Ngọc phạm tội trịch thượng, đáng lẽ sẽ tử. Bây giờ nếu bị đánh thắng được đại chủ của bổn trường thì miễn chết cho mi. Xin mời đại chủ. Là người Hồng Hy Quang. Hồng Hy Quang, mi là chó săn. Phương Thế Ngọc, anh phải thanh lý môn hộ nha. Nói cái gì? Im miệng. Cái gì? Quyết trích tử. Ngươi là một kẻ nhút nhát, có gan xuống này đánh với ta? Ngươi là tù phạm, ngươi có tư cách gì đánh với ta đi? Hồng Hy Quang, thần công có gì chi vậy? Hôm nay ta muốn tái thưởng thức hổ hoạt song hình của các ngươi. Nếu ngươi có thể đánh chết được đối phương thì cô gái này sẽ thuộc về ngươi. Hả? Thần công, nhất định không để cho thần công thất vọng. Hồng Hy Quang, ngươi là kẻ phản đồ. Chúng ta vốn là sư huynh đệ, hôm nay có ngươi thì không có ta. Xuống đây. Hạt hải vô nhai, để ta dạy cho ngươi vài chiêu. Yeah.
Quỷ hổ thần công chỉ là đầu cọp đuôi rắn thôi, không biết phần lớn nhỏ. Dừng lên. Phương Thế Ngọc, bọn nó rơi xuống dưới đi, đừng có mềm lòng. Ta nợ người, ta phải trả lại cho ngươi. Nhảy lên. Tại sao ngươi làm chó săn chim mồi? Ta không cần giải thích với ngươi. Bây giờ cùng nhau xuống núi nào, hay là trở lên nói đi. Nói đi. Thế Ngọc, Quỳnh có sao không? Mau trở lên đây đi. Lên. Hồng Hy Hoàng, đã thấy ngươi là chó săn không thể nuôi được nữa. Ngươi tưởng vẽ được địa đồ này là có thể phá được Hồng Liên Tự hay sao? Ngươi không ngờ Lục Di ngoài có công phu rất giỏi, ở trên giường còn tài ba nữa kìa. Thần công, bọn đệ tử của Thiếu Lâm đều là rất háo sắc, chỉ ham chơi thứ đó. Phương Thế Ngọc, nếu như hôm nay ngươi giết được Hồng Hy Quang thì con tiện nhân này sẽ thuộc về ngươi. Tại sao lại nói như vậy? Ông có ta là người gì đây? Đại sư huynh, huynh đã bị trúng kế rồi. Chúng ta cứu các sư huynh đệ thọc lũng dòng dây. Đi. Lấy gì lại lên. Mau lên, 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 muốn làm phản hả? Đi đi, Phương Thế Ngọc, Phương Thế Ngọc. Đưa đi, bị phản bội sư của ta. Thế Ngọc, chạy đi, chạy mau, chạy qua cầu, chạy qua cầu lẹ lên. Tao giết chết tụi mày. Sao không vậy? Thấy có nhiều đốm đốm,
ta có nhiều binh lính nữa. Giết nó! Giết nó! Ai bóp thằng nhỏ của ta? Tụi mình à, có chừng đánh nhầm đó, coi chừng. Nghĩ một chút đi. Tao nghĩ chút đi. Chạy tới, xung phong. Yeah. Tôi đâu phải là kẻ quên. Xung phong ra ngoài. Mà lên. Đại sư huynh, chuyện gì? Có rất nhiều đông đốm. Có nhiều binh lính hả? Sợ cái gì? Cẩn thận, ở đằng sau có quân ta. Mau! Đúng rồi, cẩn thận. Có quân ta, chạy đi. Chạy đi, chạy lên. Nhẹt, nhảy xuống, nhảy xuống. Mau! Nhảy xuống. Mở lên, mau đi. Qua nhà bên kia. Nhảy đi. Mau! Nhảy đi. Nhảy đi, nhảy. Nhảy đi. Nhảy xuống. Nhảy. Ôi à. Nhảy xuống. Nhảy. Nhảy mau. Nhảy mau mà. Bà, ôi giời. Qua. Qua. Đây. Chạy lên kia kìa. Đi đi, đi. Mau lên, mau lên. Chạy lên. Đừng để nó chạy. Đổ xuống. Ông muốn làm gì? Ta muốn chơi. Khi ta chơi chán rồi, sẽ đưa cho thuộc hạ chơi. Cho đến khi nào cô không còn điều kiện cho ta chơi nữa, thì ta sẽ đem cô chế tạo thành một tiêu bản nhân thể, coi như là nghệ thuật phẩm, giữ lại để thưởng thức. Ông đi rồi sao? Con người khi chết rồi thì rất hoàn mỹ, không biết phản kháng, không có tư tưởng. Tất cả đều tốt đẹp không thể tả. Cái tên hiệu quái này. À! Người muốn thưởng thức sẽ không được chết đi. Chờ khi mà chúng ta gặp nhau thì cô sẽ biết thiện ý của ta. Hãy bấm thần công. Tất cả tù phạm đã bắt được hết rồi. Cả một lũ ngu xuẩn này. Nếu có thể chạy ra khỏi Hồng Liên tự thì người đầu tiên là ta đây. Cái bọn chó Hồng Hy Quang này muốn phản lại ta hả? Chỉ là tự tìm cái chết thôi. Thúy Hà, cô hãy canh chừng nó, đừng để sơ hở nha. Dạ. Chỗ này ta cùng được. Quay kia đi. Tính sao đây? Mà chạy xuống dưới đi. Nhảy đi. Ê, tối quá vậy. Ê, hôi quá. Hôi cái gì? Lần trước người đã xuống đây rồi mà. Súc sanh. Sư phụ. Sư phụ. Ngươi còn xem ta là sư phụ sao? Súc sanh. Tại sao ngươi không né? Phải rồi, sao ngươi không né chứ? Cái tên phản bội này, ngươi đã tàn sát đồng môn. Để ngươi sống chỉ là chật đất thôi. Ta sẽ giết ngươi. Ta giết ngươi. Sư phụ đã hiểu lầm đại sư huynh rồi. Sư phụ, con ráng chịu cực chịu khổ đến ngày hôm nay, hoàn toàn là vì cứu các sư huynh đệ, sớm ngày được thoát khỏi hổ khẩu này. Người thật vĩ đại vậy sao? Chỗ này có rất nhiều cơ quan, con giả làm chó săn của triều đình, mục đích là vì muốn tìm hiểu các cơ quan ở chỗ này. Vậy đúng rồi sư phụ, đại sư huynh có vẽ một bức địa đồ, nhưng bị thần công phát hiện lấy đi mất rồi. Thật hả? Dạ thiệt. Vậy ta trách làm người rồi. Đâu có sao chứ, lúc nãy sư phụ đâu có đánh trúng con đâu. Sư phụ tác nhầm con đó. Ta đã dạy cho người bao nhiêu võ nghệ, người không biết tránh né sao hả? Bởi vì võ nghệ của sư phụ cao cường hơn đệ tử. Đúng hả? Hãy mau tìm cách rời khỏi chỗ này trước đi. Hồng Liên tự có một cái kho để thuốc nổ,
Nếu mà lấy được thuốc nổ, làm nổ hết các cơ quan thì sẽ có cơ hội chạy thoát. Phải. Chúng ta đã lọt vào đây rồi, làm sao mà có kho thuốc nổ? Chuyện này các ngươi yên tâm đi. Ta bị ném vào đây cũng đã lâu rồi, nhưng mà không phải đợi chết đâu, theo ta. Cái hang này có thể thông tới ngoài đó. Wow, sư phụ đào được thông đạo lớn như vậy à? Sư phụ thật là thần thông quảng đại đó. Bộ người tưởng ta thần tiên hay sao hả? Ta tình cờ phát hiện thôi. Sư phụ, mình chạy đi. Đi. Hey, ở bên ngoài rất là hỗn loạn, chỗ này mới là an toàn hơn đó mà. Nếu như các người chạy được ra ngoài, nhớ trở lại cứu sư phụ nha. Thiếu Lâm Tự bây giờ trông cậy vào hai người đó. Nhiệm vụ này rất là nặng nề đó. Ta kêu người làm người còn dám chối sao? Thi sát của sư phụ tốt quá, sư huynh mình đi. Sư phụ, chúng tôi trở về cứu sư phụ. Tôi còn đi nha sư phụ. Đi đi, cẩn thận nha. Biết rồi, biết rồi. Hồng Liên Tự hiểm ác không khác gì trên giang hồ. Có môn hộ thì có đấu tranh, kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì làm giặc. Đó là sự thật không thể chối cãi. Tại sao các ngươi trốn chạy? Nếu như các ngươi chịu từ bỏ môn hộ của các ngươi thì Hồng Liên Tự sẽ tự động tiêu mất. Phải thừa nhận nhất triều thiên tử nhất triều. Nếu như các ngươi vẫn còn ngoan cố, tức là tự tìm cái chết thôi. Tiểu đậu, ôi trời, Phương Thế Ngọc, tất cả hãy đứng im, mau ngồi xuống đi. Ê, còn bị cứu cổ. Tiểu đậu, quên cẩn thận. Phương Thế Ngọc, cẩn thận nha. Lại là ngươi. Sư huynh, Thúy Hà, có thể cho chúng tôi con đường sống hay không? Chó không bao giờ cắn chủ đâu. Tôi thấy không? Tiểu đậu, mau đi cứu muội đi. Tụi nó đã chạy ra rồi kìa. Tính sao hả? Đừng để tụi nó chạy, mau đi. Không cho một người nào ra khỏi đây, đứng qua một bên. Muốn giết cô chạy đi. Ngươi giết ta được sao? Đại sư huynh có sao không vậy? Ta không sao. Đấu võ thì đừng có mềm lòng, coi chừng đám gái này. Có Quỳnh đỡ đây nè. Phương Thế Ngọc, Quỳnh đáng đỡ nha, đừng có để nó sập xuống bên này. Nếu Quỳnh để nó sập xuống sẽ đè chết muội đó. Ôi da, các cô con gái thật là phiền phức quá. Có Quỳnh đỡ đây. Ôi, gì đỡ nữa. Sao bị đỡ thế nào? Quái trà, nó đè bẹp tôi rồi. Chết đi. Cái con khốn nạn này. Ta chống lên lần này. Người chống đi. Cái chân của tôi. Chết đi. Sư huynh, đừng đánh nữa, chân cổ đã bị gãy, sống vô dụng thôi. Lúc nãy sư huynh chạy đi đâu vậy? Đi đâu hả? Không phải là kêu huynh xem các cô đó sao? Đâu có cần đứng canh ở chỗ đó. Không thấy đệ lúc nãy nguy hiểm sao? Sao là không chứ? Huynh xem đến nỗi quên mình luôn đó. Cứu tôi với! Sao tới giờ này mới kêu cầu cứu? Cứu tôi với! Chiến lên đi lên! Cô sao rồi?
Quỳnh giơ tay chút được không? Tiểu Đậu, mùi không sao chứ? Mà Quỳnh không thấy sao? Hình như là mùi hơi mập rồi đó. Mà cởi trói ra đi. Ây da, sao Quỳnh làm việc thô lỗ quá vậy? Cô đã từng tha cho tôi một lần, bây giờ tôi tha cô lại một lần. Ây da. Wow, như vậy làm sao mà cởi ra được? Có khó khăn gì, nếu mùi thử coi. Wow, sao dễ như vậy? Tại sao lúc nãy tự mùi không cởi ra đi? Hai tay bị trói làm sao cởi ra được, thì là ngu. À đúng ha. Hey, sao lại không cẩn thận chứ? Vậy mà cũng tránh không kịp. Thế Ngọc, mau trở lên đi. Hồng Y Quang, có khí độc, chạy mau đi. Chạy đi. Huynh cứ mặc tôi đi. Không được. Huynh chạy đi. Hồi nãy có nhiều người thấy huynh cứu tôi, dù tôi có chạy ra được thần công cũng không tha đâu. Đừng sợ, chạy ra khỏi Hồng Liên Tự thì được rồi. Đi. Cháy rồi, cháy rồi. Không biết chỗ này là chỗ nào hả? Đi. Mấy con chuột ốm như vậy chắc là không đủ dinh dưỡng rồi. Còn có hứng thú nghiên cứu mấy chuyện này hay sao? Ai đó? Tất cả đều là thây ma. Tên yêu quái này, nó thiệt giấu rất nhiều tiêu bản nhân thể ở đây. Sao cái thầy ma này hình dáng giống Mùi Như Đúc vậy? Quỳnh đừng có nói bậy bạ nha. Ê, có con rắn bò ra đó. Chứ Quỳnh lại sợ. Ở nơi mà có người chết mới được thanh tịnh, ít nhất cũng khỏi cần phải đâm chém với nhau. Không đánh không được sao? Không đánh làm sao mà chạy ra khỏi Hồng Liên Tự? Không biết là chúng ta còn sống ra khỏi chỗ này hay không. Mùi đừng lo, Quỳnh nhất định sẽ dẫn Mùi về quê nhà. Thiệt hả? Phương Thái Ngọc đâu có bao giờ nói láo. Quỳnh nói sai lời rồi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Mùi đau quá. Đừng sợ, ngồi xuống đi. Thông thường thì nuốt chất độc ra sẽ không sao đâu. Con rắn này cắn ngay ở ngón chân thì là khó nuốt quá. Thì Quỳnh đừng có nói chơi nữa. Ghê quá. Ồ, vậy là Quỳnh thấy chết không cứu hả? Mùi nhắm mắt lại đi. Đừng mà. Mùi thì là nhột lắm, đừng có nuốt nữa nha, đừng có làm nữa mà. Mùi cười cái gì? Quỳnh đang cứu mùi đó. Đau lắm hả? Không sao. Chỗ này có cơ quan không? Có. Nhưng mà kho thuốc nổ rất quan trọng. Làm sao thành công cho tôi biết? Thuốc nổ để chỗ nào? Ở đằng trước. Nè, tôi đỡ cô. Xoay qua bên tay mặt thì cánh cửa sẽ mở ra. Không được. Quay qua tay trái. Mở ra cơ quan rồi. Đừng nói nhiều, lấy thuốc nổ trước đi. Hồng Y Quang, cẩn thận. Tôi đụng trúng cô hả? Không. Nắm tay tôi. Nắm chặt nha. Nắm chắc nha, Thúy Hà. Thúy Hà.
Thúy à! Quynh coi nè, cánh cửa nó mở ra rồi. Quynh chặn đừng có cho nước chảy lên là được. À. Tụi mình chạy đi. À, mà là chiếc gì đó. Cúi đầu. Tránh ra. Tránh ra. Nhìn chỗ mặt tôi đi. Hả? Có một con rắn, cần gì phải sợ nó? Liền nó đi, liền đi. Phương Thiên Ngọc, ngươi không phải muốn đấu với ta sao? Cần gì phải chạy chứ? Tiếp lấy. Tránh ra, thả cô ra. Bỏ vũ khí xuống đi, nếu không thì giết chết cô. Quynh đừng có tin nói là trước đó dùng cái này để giết sư thúc của Quynh đó. Tiểu đậu. Cẩu tặc. Phương pháp của ta không bao giờ thất bại. Quynh chạy mau đi. Tránh ra. Chết đi. Ta lấy mạng ngươi. Ngươi chạy đi đâu? Phương Thế Ngọc. Tiểu đậu ở đây chờ Quynh nha. Biết rồi. Quynh phải cẩn thận đó. Hạ lên đi. Cúi xuống. Cúi xuống đi. Cúi xuống. Cúi xuống. Cúi xuống. Cúi xuống. Cúi xuống. Chạy. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Mau lên. Chạy. Hạ lên. Chạy mau lên. Hạ lên đi. Hạ lên. Hạ lên. Hạ lên. Đứng lại. Muốn chạy nữa hả? Ta coi ngươi chạy đi đâu. Cẩu tặc, ta lấy mạng ngươi. Sư thúc, tôi đã trả được thù cho sư thúc rồi. Sông sắp bị đục ra rồi, mình leo lên. Leo lên, 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 leo lên
Đồng Thiên Cân, Đồng Thiên Cân, mau qua đi, qua đi, mau lên. Hồng Hy Hoa, Hồng Hy Hoa, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, phải sư phụ. Tất cả các đệ tử không sợ chứ hả? Sư phụ, con đã cháu thương sư phụ đó sư phụ. Ây dạ, làm gì kỳ vậy? Bộ muốn đồng tình luyến ái với sư phụ sao hả? Ây dạ, cái tay của ta thì là dơ đó. Các đệ tử gặp lại sư phụ rất là vui mừng đó. Vậy chúng ta ở đây chờ chết có phải không hả? Sư phụ, đường này bị phong tỏa qua không được đâu. Mình đi đường này đi. Ê, tại sao không nói sớm chứ? Đi mau. Dạ, đi, đi mau, đi mau, đi đi mau đi. Ôi, chờ tôi chứ, chờ tôi chứ. Tiểu Đậu, Tiểu Đậu, Tiểu Đậu. Sư phụ à, tới đây hết đường đi rồi. Vậy tính sao? Phật dĩ lạc tại địa ngục thì là khốn nạn mà. Sư phụ, sư Phật tổ, các con phải làm thế nào mới có thể ra khỏi Hồng Liên Tự? Sư phụ, tụi Phật không có gợi ý gì hết. Có lẽ Phật tổ trách chúng ta không có lòng thành đó. Hồng Hy Quang à, hả? Đốt nhang đi, đốt nhang đi. Tất cả đệ tử nghe đây, chúng ta hãy quỳ xuống cùng nhau thành tâm niệm kinh. Dạ. Dạ. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi sư phụ. Nằm xuống. Sư phụ. Cái lũ ngu xuẩn các người thì là không biết xấu hổ, dám tự xưng là võ công Thiếu Lâm đệ nhất thiên hạ. Đã sắp chết tới nơi, chỉ biết quỳ lại trước cái tượng đá này. Tượng Phật này tức là ta đó, nó cũng phải nghe lệnh của ta. Ta kêu nó giết người thì nó giết người. Các ngươi có từng nghe rằng Phật dĩ lạc tại địa ngục không? Các ngươi thưởng thức nó như vậy thì xuống địa ngục kiếm nó đi. Hả? Chăm sóc sư phụ nha. Tránh ra, tránh ra đi. Hồng Hy Quang, ngươi làm cho ta thất vọng quá đi. Ngươi nương tựa Thiếu Lâm Tự và nương tựa Hồng Liên Tự có gì khác biệt chứ? Ở chỗ này ta cho ngươi ăn sung mặc sướng, ngươi còn muốn cái gì nữa chứ? Hôm nay ta sẽ bắt ngươi chết. Lão yêu quái, có giỏi ra đây đấu với ta đi. Ra đi. Đại sư huynh, ở đây làm gì vậy? Hay lắm, hay lắm. Hai đại tục gia đệ tử Thiếu Lâm Tự cùng đến đây thì càng hay. Cuộc sống của ta ở đây thật là vô vị đó. Lão dâm tật, ngươi đừng có trốn nữa, hay ra đi. Muốn gặp ta hả? Đi xuống địa ngục kiếm ta đi hả? Bên kia kìa. Lại đây kiếm ta đi, lại đây kiếm ta đi. Lão dâm tật, ra đi. Quân nghĩ là hắn trốn trong này, thì kiếm đi. Sư phụ, từ Bồ Tát hoàng đất này sư phụ còn lại làm gì chứ? Bây giờ Phật tổ đang thử lòng của chúng ta đó. Quỳ xuống đi, quỳ xuống, cúi đầu tạ tội, phải cúi đụng đất. Cần gì phải đập mạnh vậy? Sư phụ ơi, sư phụ. Sư phụ coi coi, ánh nắng kìa. Chúng ta có đường ra rồi. Phật tổ hiển linh, Phật tổ hiển linh. Sư phụ à, chỗ đó hẹp vậy làm sao ra ngoài được? Để sư phụ xin Phật.
còn xin gì nữa, lấy thuốc nổ mới được ra nổ tung tượng Phật này đi. Hey, chúng ta là người Phật môn, không được bất kính với Phật sẽ mang tội đó. Hey, cúi lại đi. Có kiếm được không vậy? Kiếm không được lão yêu quái. Vậy bây giờ tính sao? Còn tính gì nữa, đi cứu sư huynh đệ đi, đi mau. Cộng. Các người làm sao thắng nổi ta? Lão dâm tật, chỉ vì ta không có cẩn thận, ngươi đừng có đắc ý. Thằng nhóc kia, ngươi thì là không biết trời cao đất rộng mà, ngươi làm sao chống nổi ta chứ? Được, bây giờ ta cho các ngươi hãy mở mắt ra mà coi. Hậu hạc song hình có tài ba gì chứ? Để cho người nếm thử võ công vô pháp vô thiên của ta. Ta sẽ vẽ thành thể hồng, vô biên vô tế, vô cùng vô tận, vô thượng quyền quy. Vô ngã cảnh giới. Hả? Hải vô nhai quỷ hổ thần công. Ta tặng một chữ cho ngươi, có hiểu không? Vô, ta sẽ đánh cho mi vô hồn. Thế Ngọc, lên. Mau lên, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi sư phụ. Hey, ta không biết phải nói với Phật tổ thế nào đây hả? Bây giờ đừng nói nhiều nữa, mau đốt đi. Người đốt đi. Tôi không dám đâu, mình chạy ra mau đi. Người còn nhỏ, Phật tổ không bắt tội đâu. Qua bộ sư phụ cũng hại tôi đó phải không? Đốt đi. Sư phụ đốt đi. Đốt đi. Không phải tôi đốt đâu, sư phụ đốt đó nha. Sư phụ đốt đó nha. Người đốt, ta thấy mà. Sáng tác vô hạn. Đưa xuống địa ngục thật rồi. Quê, có chuyện sư phụ dùng ta, để ta cho cứu người. Đồng Thiên Cân, mau chạy đi. Quỳnh có nhìn thấy tiểu đạo không? Không thấy. Không được, tôi vừa động kiếm gỗ. Thiên Ngọc, nè. Tiểu đậu à, Mùi đang ở đâu vậy? Phương Thế Ngọc, Mùi đang ở đây nè. Tiểu đậu,
Huynh đang ở trên cầu nè. Huynh nhìn không có thấy Mùi ở đâu hết. Mùi ở đâu vậy? Mùi đang ở dưới cầu đó. Huynh đi mà xuống để cứu Mùi đi. Huynh nhìn không thấy Mùi. Huynh mà xuống cứu Mùi nè. Mùi đừng có kêu nữa. Bây giờ phải bình tĩnh lại đi. Huynh xuống cứu Mùi nha. Phải bình tĩnh. Cao như vậy nhảy xuống dưới không phải là tìm chết hay sao? Huynh nói cái gì đó? Huynh nói cái gì vậy? Mà nghe không có được. Mùi đừng có la nữa mà. Phương Thế Ngọc, Quỳnh mà xuống để cứu Mùi đi. Mùi đừng có la nữa mà. Quỳnh đi mà tới để cứu Mùi đi. Đừng có la nữa, đừng la nữa. Quỳnh mà tới cứu Mùi đi mà. Quỳnh cũng nguy hiểm rồi nè. Nha. Để kêu đừng có kêu nữa mà. Mùi đâu có kêu, có lẽ Quỳnh bị quản hồn quản vía thôi. Không ngờ công lực của Mùi cao cường, chỉ kêu la là long trời lở đất. Vậy bây giờ tính sao đây? Cái chân của Mùi bị thương không đi được đâu. Tôi đều để Quỳnh cõng Mùi nha. Ờ. Anh Nghiên à, anh muốn tự giận hay sao đi qua bên này nè. Ờ. Không biết đằng trước có ngõ ra hay không hả? Ngày đầu tiên gặp mặt Mùi, Quỳnh biết là đi vào con đường chết rồi. Quỳnh nói vậy có nghĩa là gì? Mùi không biết tình yêu rất vĩ đại sao? Á, à, đằng trước có lửa kìa, tụi mình quay trở lại đi. Mau lên. Mùi có sao không vậy? Không bị thương chứ? Không sao, cũng tại Quỳnh thôi. Tại sao lại nói chỉ có con đường chết? Ê, ở trên kia có ai không vậy? Có ai ở trên không vậy? What? Lần này vì Mùi, hai Quỳnh chạy không có thoát thì là không đáng chút nào. Thật ra chuyện này không có mắc mới tới Mùi đâu. Người bị liên lụy là Mùi đó. Thật ra bị liên lụy là nó. Nó không bao giờ nói ra một tiếng. Làm người phàm thì là phiền phức. Không phải là người đấu với ta thì ta đấu với người. Chị Đậu à, hãy nắm chặt bàn tay của Quỳnh. Dù Quỳnh không thể dẫn Mùi ra khỏi Hồng Liên Tự, Quỳnh cũng sẽ dẫn Mùi về Tây Thiên. Uầy, hai người tỏ tình lãng mạn với nhau xong rồi chứ? Mau lên đi. Song sắt cứng quá tôi ra không được đâu. Mau lên đi. Mau lên đi. À, Hồng Y Quán, sao mở ra dễ quá vậy? Mau lên, mau đi, lên đi, còn đi. Làm gì đó? Ờ, được được. Mau lên. Nè, lên đi, chờ nắm đi. Mau lên đi. Nè, nè, cẩn thận nha. Mau lên. Uầy, nè, cẩn thận. Uầy, uầy. Quỳnh không phải là cố tình đâu, nhưng mà cái đích của Mùi thì là đẩy đà quá. Hả? Nè, sao không kéo tôi lên vậy? Sao vậy? Mau lên đi, sắp sập xuống rồi. Thì là ghét quá đi, hai người này cứ đến làm kỳ đà cản Mũi. Bên kia đi. Đi, bên kia. Sư phụ à, chúng ta đến đây chia tay nha. Để đệ tử đưa tiểu đầu về quê hương sẽ trở lại hội hợp với các sư phụ. Được. Thế Ngọc à, ở trên thế gian này còn có rất nhiều chỗ hại người ta, như là ở trong Hồng Liên Tự, ngươi phải cẩn thận đó. Dạ đệ tử biết rồi sư phụ. Các sư huynh đệ, các vị phải bảo trọng. Huynh đi nha. Làm lễ thành hôn rồi mới trở về nha. Tụi tôi đang chờ huynh đó. À, phải rồi, tôi mới chờ đợi huynh đó. Đừng có nói chơi nữa, tôi không bao giờ biết nói láo đâu. Đại sư huynh phải bảo trọng nha. Nè, Thế Ngọc, đừng quá cách tệ vậy nha. Mùi đưa cái người cho Quỳnh. Tạm biệt nha. Ôi, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Chào. Ôi, tạm biệt. Hai đứa thì là xứng đôi vừa lứa.